Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của mình. Và mình là Thu Trang, sinh viên 2 của Đại học NDX. Trong video này mình sẽ chia sẻ tới cho các bạn một từ khóa mình tâm đắc nhất trong đại học vừa rồi. Trong video trước review lại buổi học, mình đã đưa tới cho các bạn về các kiến thức mình đã được học như là thói quen bỏ cuộc, đức tin, niềm tin, sống mục tiêu và những cái thói quen giúp chúng ta tạo nên cá tính đặc biệt cho bản thân mình. Vậy thì với video này, mình muốn đưa tới cho các bạn một keyword mà mình tâm đắc nhất, đó chính là đức tin. Vậy đức tin là gì và tại sao mình lại tâm đắc với điều đó như thế? Đức tin ở đây, chúng ta không có một cái định nghĩa, một cách cụ thể, rõ ràng nào cả. Bởi vì với mỗi người sẽ có một cách hiểu về đức tin khác nhau. Tuy nhiên, mình sẽ đưa đến cho các bạn mục đích của đức tin, đó là để chúng ta có tin tưởng, có thêm động lực, giúp cho chúng ta có được cái tìm được cái ý nghĩa và cái mục đích sống khi mà chúng ta có đức tin. Nó sẽ không thể nào định nghĩa được bởi vì mỗi người sẽ khác nhau và với mỗi từng người sẽ có cách hiểu về dựa trên các nền văn hóa khác nhau. Khi nhắc đến đức tin thì chúng ta sẽ nghĩ đến nhiều, đó là trong tôn giáo cũng như trong các tín ngưỡng, đúng không ạ? Với mình thì mình cũng là một người con theo đạo Thiên Chúa, cho nên từ nhỏ thì mình đã được làm quen với cái từ đức tin này rồi, và dựa trên cái đức tin đấy mà mình đã liên tục đi theo và tin tưởng vào tôn giáo của mình. Tuy nhiên trong video này mình sẽ không giải thích nhiều dựa trên cái ý nghĩa tôn giáo, mà mình muốn giải thích tới cho các bạn đức tin để cho chúng ta có được trong cuộc sống, để thực hành theo những cái nguyên tắc cũng như thực hành theo mục tiêu của mình. Thì như vừa rồi mình sẽ tóm gọn lại, đức tin là một điều mà chúng ta không thể lý giải được, đó là một điều không chắc chắn. Tuy nhiên nó là một cái để cho chúng ta tiếp thêm được động lực, và khi chúng ta có được cái sự tin tưởng vào đấy, chúng ta có thêm động lực mạnh mẽ và có ý chí muốn làm điều gì đấy. Mình sẽ lấy ví dụ giống như với mình là theo người Tôn giáo hay là với những người theo đạo Phật khác, thì họ có đức tin rằng đó là những cái đấng đấy, đó tức là như là Thiên Chúa hay là Đức Phật sẽ luôn che chở, bảo vệ và giúp đỡ họ. Đấy, với là những người theo Tôn giáo thì họ có suy nghĩ như vậy. Hay với những người họ có những cái nguyên tắc chuẩn mực khác. Hay một ví dụ là có những người chúng ta không chắc chắn được, có những người không chắc chắn tương lai rằng họ sẽ thành công hay là họ sẽ thất bại. Tuy nhiên họ vẫn có cái niềm tin, cái đức tin rằng là tôi là một người thành công. Vậy khi mà họ xây dựng được cái đức tin là họ sẽ trở thành một người thành công, họ là một người thành công, thì họ sẽ hành động và làm việc giống như một người thành công vậy. Vậy thì khi mà chúng ta có đức tin như thế, chúng ta phải vận dụng và chúng ta thực hành như thế nào? Đức tin như mình vừa nói thì đó là với những cái người họ theo có tôn giáo thì họ sẽ có niềm tin là họ được che chở, bảo vệ và giúp đỡ. Vậy thì khi họ có cái đức tin như vậy rồi, với mỗi cái việc họ làm, với mỗi bước đi của họ, họ đều có đức tin trong người rằng à, tôi được những đấng trên, những tôn trên che chở và bảo vệ. Từ đấy họ sẽ càng mạnh mẽ hơn, họ sẽ có những cái suy nghĩ lạc quan hơn là mình được che chở, bảo vệ, giúp đỡ, vậy thì mình sẽ lạc quan hơn, mình làm công việc này, mình làm công việc kia, mình đi đến đây, đến đó, mình sẽ luôn được có những các đấng, các tôn trên ở bên cạnh bảo vệ và giúp đỡ mình, giúp cho mình thuận lợi hơn trong công việc. Từ đấy họ có động lực, họ muốn làm và họ cố gắng vì công việc họ đang làm hay công việc họ sắp làm. Đấy là một ví dụ về cái đức tin mà đem lại cho bản thân mình. Hay giống như mình vừa nói, có những người chúng ta không chắc chắn được rằng là chúng ta tương lai sẽ trở thành một người thành công hay là một người thất bại. Vậy thì chúng ta hãy cứ đức tin rằng chúng ta sẽ trở thành một điều gì đấy. Đức tin giúp cho chúng ta trở thành một điều gì đó hay là trở thành một ai đó chẳng hạn. Giống như là chúng ta trở thành một người thành công, vậy thì những cái hành động của bạn, những cái công việc của bạn làm, những cái điều mà bạn thể hiện ra, nó sẽ thể hiện rằng bạn là người thành công. Và bạn cũng tự kỷ ám thị cho mình điều đấy, thì bạn sẽ hành động giống như một người thành công, giống như những công việc mà bạn muốn làm. Và với cái đức tin mãnh liệt như vậy sẽ giúp cho những người xung quanh phần nào cảm nhận được rằng bạn là một người thành công. Thì như thế bạn sẽ càng dần dần đưa cái đức tin đấy trở lại gần với sự chân thật, mà để cao hơn một cái bước nữa, đó chính là niềm tin. Mình sẽ đưa một cái khái niệm niềm tin ra đây để chúng ta có thể đối chiếu với đức tin và tìm ra được cái sự liên kết giữa đức tin và niềm tin ở đây. Niềm tin đó là một điều chắc chắn mà bạn lý giải được, đó là một niềm tin bền vững, tức là bạn trong cuộc sống của bạn, bạn đã tìm ra được một điều bạn tin tưởng, và đó là một niềm tin của bạn để bạn đi theo, để bạn thể hiện ra, và bạn hoàn toàn có thể hãnh diện về cái niềm tin mà mình đã có được. Giống như là chúng ta có đức tin trở thành người thành công, chúng ta có đức tin chúng ta làm một người thành công, thì chúng ta phải biến cái đức tin đấy trở thành niềm tin. Đó là một điều chắc chắn, chúng ta có những cái chứng cứ, chúng ta có sự lý giải được. Ví dụ như là
tiền tài, địa vị, danh vọng. Đó là cả bạn thể hiện ra được là bạn là người thành công. Vậy thì để có thể trở thành, biến cái đức tin trở thành niềm tin đấy bằng cách nào? Đó là chúng ta phải đưa cái đức tin đấy đến gần với sự thật của hiện tại, tức là đưa nó về gần thật với chính mình bằng những cái mà chúng ta có thể thấy được thông qua cách như bây giờ trước mình đã đề ra, đó là chúng ta có thói quen tập trung vào sự tuyệt hảo. Bởi khi mà chúng ta muốn trở thành một điều gì đấy, chúng ta muốn làm một điều gì đó, chúng ta có đức tin, chúng ta có tin tưởng thì chúng ta phải làm mọi việc thật là trọn vẹn, thật là tuyệt đối. Giống như là một người thành công thì bạn phải làm công việc của bạn sao cho trọn vẹn nhất, tốt nhất và tuyệt hảo, tức là tốt hơn mỗi ngày. Bạn sẽ làm công việc tốt hơn mỗi ngày, trở thành một người thành công tốt hơn mỗi ngày, thì khi đấy nó sẽ biến thành một cái niềm tin mà khiến cho người khác à khi nhìn vào họ thấy mình là một người như thế nào với những cái hành động và lời nói của mình là sao. Vì vậy là nếu như bạn có đức tin, nó cũng sẽ có hai mặt, tức là hai mặt, một mặt mình đưa ra nó sẽ là một động lực giúp bạn thúc đẩy biến thành niềm tin, nhưng trở nên bạn có những cái suy nghĩ quá ảo tưởng, tức là khi có đức tin à tôi là người tài rồi chẳng hạn, bạn quá ảo tưởng về điều đấy mà bạn không quan sát lại chính bản thân mình với những khả năng, năng lực hay là những cái thể hiện ở trên người mình và bạn trên bản thân, mà bạn chưa có thể phô diễn ra được một cách chắc chắn mà nó tất cả chỉ là sự ảo tưởng của bạn dựa trên những đức tin của bạn, thì điều đấy sẽ gây ảnh hưởng cho chính bản thân. Vì vậy là để một cách đúng đắn nhất, để đức tin được thể hiện một cách rõ ràng và chính xác nhất, thì bạn hãy dùng cái thói quen tập trung vào sự tuyệt hảo, tập trung vào những